này chắc cũng đi du lịch giống mình, nhẹ nhẹ chú Ba Trầy đó, mấy chị này chắc là đi mò ấy về nè, đi đục nghêu đãi nghêu gì đó, thấy có cái gù á. Sắp tới rồi nha các bạn, 300m nữa mình sẽ đến được cái khu du lịch Cồn Nhàng của xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ôi từ từ chú Ba ơi, ổ gà bự quá. Ủa thì biển này quá vậy mà, gì đâu trống. Bây giờ nó còn có được mấy cái chòi chứ hồi xưa nó là không có chòi luôn á, chứ hồi xưa là nó không có chòi luôn á. Ui, mấy cô đi cào về kìa. Đó, hồi nãy là Ngọc thấy là mấy cô chạy vô là mấy cô đi từ sáng giờ á, giờ mấy cô về á mấy bạn. Đó, người ta đi cào nghêu á. Cái điều mà đầu tiên thú vị nhất khi mà Ngọc xuống tới Cồn Nhàng mấy bạn biết tại gì không? Nè, không khí gió biển. Bước xuống mà đóng cửa xe không được luôn á. Bật cây dù lên mà nó bay vậy không nè, chưa có bật được cây dù nữa đó. Chú Ba có đem theo cục tạ không vậy? Cột vô hai chân con hai cục chứ để nó bay rồi biết đường đâu kiếm. Cái này á, nếu mà mình đi được buổi sáng sớm á là mình sẽ đi theo với mấy cô này nè, đi ra ngoài kia, ra ngoài biển mình đi cò cào nghêu. Giờ Ngọc đi nữa hơi trưa rồi, chắc mấy cô về hết quá. Nếu mà mấy cô về thì Ngọc sẽ ở lại đây sáng ngày mai. Hỏi đi mấy cô kìa. Đi lại hỏi mấy cô coi. Có nhiều nè. Hả? Cô nó có cô gì mà. Chị, mình đi cào nghêu vậy hả chị? Ừ. Cái này là mình đi buổi sáng sớm hay sao chị? Ừ, sao bây giờ đó. Mà tắm ngay cái lúc đợi không? Rồi, bây giờ tới chiều mình có đi nữa không chị? Không, giờ nước tới chiều biết lớp thầy hả? Dạ là sáng ngày mai mình có đi không chị? Quá gió. Quá trời luôn rồi, bây giờ là chỉ đứng vậy rồi. Đi lại đây vớt đi, nắng quá gió. Quá trời quá đất rồi. Rồi giờ sao? Đi lại đằng kia đi chị, hồi nãy chị nói đằng kia còn đang bắt hay làm gì kìa. Tao đi đi thử lại đằng đó, quá trời quá đất rồi. Rồi vậy rồi làm sao đi? Kia đó được rồi. Trước mặt mấy bạn là cây cầu cuối cùng. Khi mà mình đến cái điểm bãi biển Cồn Nhàng á, mình có thể quẹo qua mấy bên đây mình đậu xe. Còn không thì mình chạy theo con đường này, chạy dài xuống dưới kia cũng được luôn nha mấy bạn. Tại vì từ đây xuống dưới còn dài lắm, còn xa lắm, đi bộ mỏi giò luôn á. Tút tút ở dưới kia lận. Bây giờ người ta khai thác nhiều rồi, ở đây cũng có những cái quán xá để mình có thể ăn uống được. Đây là những cái lều để mình nghỉ ngơi nè mấy bạn. Có giỏng rồi, có nước rồi, có đồ ăn nữa. Mấy cái lều đặc biệt là không có cái lều nào mà có quạt hết đâu. không có quạt nhưng mà gắn máy lạnh chú ba. Gắn máy lạnh bao công sức luôn á. Nè mấy bạn thấy không? Nhìn thấy mấy cái lá cờ mà nó bay bay là hiểu rồi, cái công suất của nó lớn cỡ nào rồi đó, gách te tua hết luôn rồi cả. Trời ơi, đóng nghêu y đóng cát đóng đá vậy đó. Mấy cô chú đi bắt nghêu về đó mấy bạn. Xuống mình xin hốt miếng được không? Được. Nhà hàng nóng biển kìa. Ý có nhà hàng nữa nè. Vậy mà lên Google tìm thông tin á là bảo ở đây chưa có cái gì hết, đâu mà chưa có. Cũng có quan sơ thì cũng có, nhưng mà cũng có nhà ăn nhà nghỉ rồi đây nè. Đi theo bà Google chắc có ngày tự giận quá. Nguyên cái nhà hàng nắng biển chà bá nện nè. Mình chạy hết đường theo xe này coi nó có gì. Ok. Không mà cái này hình như cũng mới làm nè chú ba. Mới làm, Google nó chưa cập nhật. Đúng rồi. Mấy bạn cứ yên tâm khi mình đến đây du lịch nha. Ở đây thì cũng có sự can thiệp của con người vô nhiều rồi nè. Khi có nhiều người biết tới nè. Có nguyên cái chòi nghỉ mát kìa. Vậy mà bà không có gì á. Có đâu, kìa đằng kia có nhà nghỉ nữa kìa. Cồn Nhàng, Cồn Nhàng ơi. Cái biển
cái biển của cái quán tên Cồn Nhàn ơi. Đi nữa đi chú, đi đại đi chú. Còn không? Ai biết đâu, trước con thấy còn đường đó, không biết. Mà sao thấy xe đậu đây hết vậy không biết. Ở dưới đó người ta trồng dưa hấu hay gì đó mấy bạn. Ủa trời, chỉ lên trời. Ở dưới đó là người ta trồng dưa hấu hay sao á. Có mấy cái miếng mủ che lại, có mấy cái cây mọc ra đó. Còn đứa còn gì không ta? Không biết. Biết chạy được xuống dưới rồi có chỗ quay không thì không biết. Chạy đi, cái gì mình dễ ra. Vậy thì tay lái của chú ok thì chú thử đi. Ở dưới có nguyên đám nữa kìa. Đám gì? Nguyên đám Tại cô chú người ta đi bắt nghêu nguyên đám. Có một cái công trình đang làm. Với lại cũng có những cái cô chú mà người ta đang bắt nghêu. Còn ở dưới đó có cái xe cẩu đang cẩu. Những cái ống này chắc ta đang làm thêm cái này gọi là gì ta? Đê hả? Kêu là đê hay là kêu là cái gì? Ở dưới kia là gì ta? Ngọc á, là Ngọc tò mò thắc mắc lắm, phải đi cho hết vậy đó mới chịu. Hay là chú ba đậu xe đây đi, con chúng đó mấy cô còn đang mò nghiêu, chú về đậu xe đây đi. Kìa kìa, mấy cô còn đang mò kìa, xa xa mấy cô đang mò kìa. Đậu xích vô đây chắc không sao đâu. Cái này đi cẩn thận nha, vỏ nghiêu không mà đau chân lắm. Đi lẹ lẹ lên đi. Cái này mới làm nè, còn mới chưa làm xong nữa nè, cho nên là đây còn một cái bãi công trình người ta còn đang làm nè. Gió quá thì dù nó không có sức chịu đựng nổi. Anh ơi, anh bắt cái con gì vậy anh? Hỏi ngon quá vậy. Bây giờ anh còn đi bắt nữa không? Xong rồi hả? Dạ, cá tùm lum hết, nhiều cá lắm. Nghe cá vô. Cá này mình làm gì ăn ngon anh? Cá này kho hầm. Con lạc đồ nó chiên. Cá này cá kết chứ còn cá vô thì nấu canh chua. Ủa con cá trắng ngon quá. Này bắt về mình bán hả sao? Bán. Sao á? Cái này nướng mọi được á. Đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới coi. Coi mấy cô. Trời ơi. Mấy cái cục tần tần nè mấy bạn. Là của mấy cái con mà giả tràng á, người ta nói á, giả tràng xe cát Biển Đông á. Nó rảnh lắm, nó ngồi nó dò viên vậy, hơi nước vô cuốn đi mất tiêu. Đấy, đi ra đây. Cảo lên. Cô, con chào cô. Cô bắt nghêu á cô. Mình phải cào như vậy mình mới thấy được con nghêu hay sao cô? Cười, sao chỉ con coi chứ, cho con bắt chứ. Cái này là có không? Cái này cái vỏ nè. Trời ơi, rồi vậy rồi sao? Chú ba cầm đi chú ba. Đâu cô? Cái này á là mình đi bắt á, là mình lấy cái cây đó mình cạo cát ra rồi cái con nghêu nó lòi lên nè, rồi mình lượm. Làm sao mình biết cái bãi đó nó có nghêu cô? Là mình cứ ra bãi cát vậy rồi mình ngồi mình cạo thôi hả cô? Có con nghêu cạo đó. À, là cái chỗ có nuôi. Thế nè. Nè cạo đi. Cào chơi đi. Dạ. Chật nha. Là cái chỗ này là người ta có nuôi cho. Sao con cào nó nổi lên mà con cào nó đâu mất tiêu hết. Cái bãi nghiêu á là người ta nuôi, mình cào mới có, chứ còn cái bãi thiên nhiên á là cào không có. Chắc là cái này là cái chỗ người ta có nuôi cho nên là mấy cô này mới đi cào. Vậy. Chân của mấy cô đập đập kìa nó. Mẹ có để ý không? Mấy cô cào nghiêu á là người ta ngồi chụp bẹp xuống chứ không có ngồi chụp hõm như Ngọc. Giờ nhịp vậy nè. Đó. Nhịp đặng cho cát nó ra cái nước nó trôi gì á, con nghiêu nó nổi lên á. Còn mình cào này mình cào nó không ghê. Phải ngồi chụp bẹp xuống mới được chứ ngồi chụp hõm không có. Sao mấy cô cào hay quá, con cào có con nào vậy? Rồi làm sao cào ga? Có nghe cầm 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 không? Không. Không có nghe gì đâu. Hay là con cào cạn quá. Nè. Đấy được rồi nè. Ây. Nè. Cái này là người ta nuôi nhiều mà. Nuôi nhiều là giống như cái bãi này á, là người ta sẽ thả kêu xuống. Rồi nuôi khi mà nó lớn
nè, tự nó nổi lên luôn nè. Cái này mình phải phải ngồi bẹp xuống chú ba ơi. Nè, bự ghê luôn á. Cô sẽ đi ra mấy cô bắt. Tới khi mà nước lớn vô á là mấy cô sẽ lên. Nè nè, có chuyện này chú bác. Con chết không? Người dân sống ở đây lâu năm á, thì người ta cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân của Ngọc á, khi mà được nghe tiếng gió thổi nè, sóng biển vỗ rì rầm như vậy nè, Ngọc rất là thích. Cảm giác con người mình nó nhẹ nhàng lắm, nó thư thái lắm. Thư thái chứ không? Thư thái chứ, sao những cái mà dập lộn với bộn bề cuộc sống á, mình đi gọi là xả stress. Mình đi hít một miếng gió biển vậy nè, cảm thấy mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái thiệt. Thư thái lắm, không ấy à. Nén làm có tiền mua miếng đất ở đây đi. Đất biển này có ai bán không chú ba? Quay qua quay lại cái nó trôi hết trơn rồi. Sóng cứ vỗ vỗ vô nhưng mà nước nó đang dâng lên á, mấy cô giờ đi lên hết rồi. Sóng trắng vậy nè, là nước lớn á. Hình như là cái bãi nghêu là người ta có cắm mấy cái cây này nè chú ba. Ừ. Người ta nuôi á, cái vùng này là người ta sẽ nuôi thiên nhiên, thả nghêu xuống nuôi. Ai mà đi xuống đây mà bắt vậy nè, lên là bị mấy chú ở trên đó lục lại hết.
để Ngọc đem lại Ngọc nuôi cho mấy cô. Đó là sau khi mà mấy cô chú đi thu hoạch về đó mấy bạn, thì sẽ vô đó rửa sạch rồi lựa lại. Những cái con nào mà thu hoạch được là những cái con bự, còn những cái con nhỏ thì sẽ thả trở lại đây để nuôi. Không biết nó sâu không nữa, không dám đi. Có từ từ. Thôi không biết. Quần thì nó ướt hết rồi nhưng mà. Ê. Sâu. Chỗ này con sợ nó sâu quá, con không dám bước qua. Ê. Rồi. Rồi xong. Ngọc trải nghiệm xong rồi, Ngọc đi về. Đi lên mấy cái cục này nó xuống xuống, chân nó im im. Cá bóng sao. Nó khôn ghê á. Nó ở cặp mép bờ, nó thấy mình lại cái nó chạy qua bên kia là nó biết nước sâu là Ngọc qua không được, còn bắt không được nó. Nước lớn rồi kìa. Ý, con này là con... Len. Con ốc len nè, bự quá nè. Vũ xuống nước đi cho gió hỏi cho mau khô trời. Rồi, lên. Cái này là người ta làm cái bờ kè á mấy bạn. Thả những cái cục này xuống á, lâu ngày thì sẽ có những con ốc với những con hào á, nó đeo vô đây nè. Đây nè, cái này là con hào nó đeo nè. Mình đi lên mấy cái cục này mình cẩn thận, mấy cái này mình né nó ra, để cái mấy cái vỏ nó bén lắm, nó cắt đứt chân mình á. Em ơi đừng đi nước mặn, gói chừng hè nó ăn. Cho con hít thở một miếng nữa đi. Nắng lắm á, về mà thành miên luôn á. Sao mà đó mấy bạn, nước đang dâng lên cho nên là bây giờ mọi người đều út lên bờ hết rồi. Biển này thì còn hoang sơ với lại nước nó không có trong cho nên là không thấy người ta tắm. Với lại ít người biết, ở đây chủ yếu là mấy cô chú là người gọi là ngư dân. Ngư dân ở địa phương, người ta đi bắt cá với lại người ta đi đải nghêu. Còn khách du lịch tham quan thì người ta chỉ xuống đây là ở trên người ta ăn thôi. Hay là giờ này nắng quá người ta không tắm chú. Chứ biển mà làm sao không có người tắm được. Bây giờ chú ghé nhà nào? Nhà này hay nhà bên kia? Cồn Nhàn ơi hay là nắng biển? Cái này về có con báo đen. Ngồi đâu? Kiếm chỗ ngồi đi, con đi toilet. Sao ông đi lên tới lên đây ông ngồi với chú ba? Ngồi ngoài kia kìa nhìn ra biển. Ngồi đây nhìn vô bê tông. Nãy rồi mấy anh kia thấy biển mà gió chuyển nổi. Ở đây mình đặc sản là gì em? Mới làm hả? Mới làm sao đen quá vậy? Chú ba hỏi câu khó hả? Nhỏ đang ở dưới biển thì phải đen rồi. Năm nay em bao tuổi rồi? Trời đất ơi, mới có 14 tuổi thôi á. Người ta còn đi học mà. Em có đi học không? Sao vậy? Trời ơi, ra đời mưu sinh sớm như vậy. Cá đuối, cá khoai, cá nâu. Ăn cá khoai không? Nè, ngó qua cá đi. Giờ thấy thèm gì ăn đó. Cũng gần đất xa trời rồi. Cũng khó chịu, khó chịu. Thời ơi, chút xíu là giữa cắm đầu rồi. Ủa, người ta bình thường mà. Ăn ở làm sao cho nên nghiệp nó giật á, chứ người ta vừa bình thường. Mình đi biển Cồn Nhàn, mình đi ăn những cái con ở trên bờ đi. Gà nè, bò nè. Thôi. Thôi gì mà thôi, ổng thôi nhẹ nhàng vậy thôi chứ cái mặt ổng vậy nè. Đi biển mà kêu ăn giò gà, cánh gà đồ ổng ăn đâu. Cho chị cá khoai đi, cá khoai nấu ngót đi. Một cái cá khoai nấu ngót. Cho nó con màu. Nghêu hào hả? Gỏi, 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 gỏi. Có gỏi sứa không? Không. Không có gỏi sứa hả? Ăn chưa? Ăn chưa? Ít ốc quá vậy? Mua cái tượng vậy có chừng ngàn. Mới cửa lâu chưa anh trai? 19 Tết hả? 26 Tết hả?
về mới đây mà. Con đang làm kìa, đang dở. Sầu quý sóc thái. Cho chị sầu quý sóc thái. Không có nhiều sò, cái con sò bự bự kia chú ba. Có con gì mà bự bự không con? Đây nó nhỏ xíu. Con ốc hay con sò hay là con trình nhiều có không? Không. Nó nhỏ xíu à. Không có con sò ghẻ quạt bự bự vậy nè, con không có nữa. Cá nướng, cái gì nướng? Có cá đói nướng nữa. Cá đuối nữa. Với công chuyện hải sản đi. Cơm hả? Cơm mẹ dòng bụng chứ. Thôi ăn mì đi, cho nó có rau chứ không ăn cơm là cơm không á. Kêu mì xào đi. Mì xào hải sản. Ừ. Cho mì xào đây, đừng cho nhiều rau chứ. Giảm cân mà đi ăn cơm, ở nhà không ăn cơm, đi ra quán kêu cơm. Ngọc á đang ngồi ở một cái quán là ngay vùng biển luôn á, xứ biển luôn á mấy bạn. Nhưng mà hải sản ở đây thì nó không có đa dạng và phong phú như ở những cái quán ở thành phố Bến Tre của Ngọc sống. Đây nó có cơm, nó có gà đồ nữa. Những cái hải sản mà nó đạt loại xịn là bự thì thường nó chuyển đi nơi khác nó bán, chuyển vào trung tâm nó bán. Bởi vì giờ muốn ăn hải sản ngon là có vô trung tâm mà ăn. Bao luôn. Bao sao chú? Bao ngon, bao bự, bao mắc. Bởi vậy hai có một cái sai lầm là người ta sẽ suy nghĩ là mình đi xuống biển là mình sẽ ăn được hải sản ngon ở tận biển, tận gốc. Nhưng mà không có. Khi mình đi xuống đây là người ta bắt người ta đi lên trên chỗ của mình rồi, người ta đi lên những cái chợ đầu mối, những cái thành phố lớn để người ta bán hết trơn rồi. Còn ở đây thì chỉ còn là một ít thôi mà nó đâu có đa dạng đâu. Ở đây là giống như là người ta có nuôi cái gì là người ta sẽ sử dụng ở trong quán đó, giống như là có nghêu, có hào. Còn những cái con ốc dồi dôi hay là những con cua, con tôm hùm đồ á thì ở xứ này người ta không có nuôi, người ta đâu có. Nhưng mà đặc biệt là mình vô trong thành phố, trung tâm thành phố là cái gì cũng có, biển nào cũng có, biển ở trong miền Tây của Ngọc cũng có, mà biển miền Trung cũng có luôn. Cái nhà hàng mà lớn nhất mà Ngọc nói là để Ngọc gom tiền lì xì dẫn chú ba đi mà chưa đi được á. Ở đó là cái gì cũng có hết trơn á, còn xuống này là không có. Ở đây mới nhìn tưởng là bằng cây nhà, không phải, bằng sắt. Cây gì? À cái cây này hả? Ừ. Cột cây kèo đố rồi sắt hết. Cái này nhìn nó giống ở đâu ta? Cái toàn toàn này nhìn nó giống ở đâu chứ ba? Chùa hả? Không. Quán này là Cồn Vàng ơi, mới khai trương nha mấy bạn. Mới khai trương thôi, hai hôm nữa, hai mấy Tết. Mọi thứ thì còn chưa có xong, còn đang làm ở ngoài sao á. Có cái hồ bơi này, không biết nước ngọt hay nước mặn đây nữa. Bao mặn. Nước nhìn nó xanh, xanh mát luôn á. Có nhà nghỉ hay sao mà có cặp cẩm hào vậy ta? Hút ngoài sao á. Ở trên đây mình ngồi là mình ngắm được đa chiều luôn, xung quanh luôn. Hình như ở đây có một cái chỗ này là có cái quán mà có ở trên cao luôn. Mấy bên kia là ở dưới thấp. Quán ở dưới không có cái chòi cao này. Quán này là duy nhất ở đây có cái chòi cao mình có thể ngắm được ở ngoài biển nè. Ở mấy trong này. Nhưng mà bên kia là gió lắm, ngày nãy ngồi bên kia mà nó gió lắm. Gió nó mới mát, máy lạnh này công suất lớn mà đâu tắt được đâu chú. Nó gió mà mát là vậy, nó mát hiu hiu thôi, dễ chịu. Nhưng mà gió mà nó tạt cho mặt không sao chịu nổi. À tại giờ chắc là do nước đang lớn nên gió mới nhiều. Không phải, tại mấy cái quạt đó nó quạt á. Kìa, ở đây ngồi ngắm được cái cánh đồng điện gió đó, nó đang quay bên kia kìa. Gió, nước lớn, cái đó là tự quay hay là mình bấm công tắc mùi tươi vậy chú? Có mấy người nằm trong cái đó, tự quay. Ông rảnh quá, người ta không biết, ông hỏi, ông nói vậy đó. Chúc quý khách ngon miệng. Đó, ăn đi chú ba. Trời ơi, nhìn thấy cái này là thấy ngon rồi ha. Uy tín rồi đó. Mời mấy bạn ăn với Ngọc nha. Thì xào lót dạ xương xương này, cái gầu mực này. Trời ơi, tươi nha, ngon. Giòn hả? Giòn. Có con miếng hả? Ý hả? Ngon. Nè cục này giòn nè chú ba. Ừ, nó giòn quá. Nó tươi. Được cái nó tươi cho nên nó giòn. Sao hơi mặn ta?
con á ở nước mặn á. Dĩa này là 89k. Được có mấy cục mực rồi thôi hả? Mấy cục mực với tôm là được rồi. Táo hả? Ép táo. Uống nước ép đi cho nó tốt, nó đẹp da. Nước ngon nè. Ngon mà. Nước này cũng ngon á. Ngọt vừa phải, không có ngọt như bữa. Còn cá đây sao kêu cá pha vậy em? Dạ. Sao gọi là cá pha vậy? Hỏi lắc léo nhỏ nè. Nhỏ mới vô. Mới vô làm hả? Phải đưa một đứa mà tình độ thâm niên giống như con nè để con nói cho nghe. Tại sao kêu nó là cá khoai đúng không? Mấy bạn nhìn vô đúng không? Tại vì nó nhìn giống củ khoai. Đơn giản vậy thôi. Bỏ vô nước nấu một hơi nó lên lên nó nhớt nhớt giống như khoai mỡ vậy đó. Kêu là cá khoai. Rồi vậy xong. Sao không gọi là cá mỡ? Nó đâu có mỡ đâu. Thì ăn đi. Này sao kêu cái đó lắm mèo? Lỗ tai á. Đâu giống đâu. Thường thường á là mấy bé mà phục vụ ở quán này nè còn nhỏ nhỏ không hà. Phải qua một tháng trên nên. Với lại cái độ mà lắc léo của khách á làm phải mà mấy đứa mặt dày á làm kinh nghiệm lâu năm á nó mới trả lời được những cái câu hỏi mà hóc búa từ ông được. Mấy em bé này còn nhỏ lắm. Bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi hả? Ngạc nhiên vô không già? Bỏ vô chị luôn đi. Em còn đi học không em? Sao vậy? Lúc dịch. Giờ hết dịch thì không đi học. Dạ, tại con học ở chiếc Cà Mau đây. Phải chuyển hộ khẩu ở Cà Mau lên phải chuyển hộ khẩu. Rồi em đi làm cái này lâu chưa? Dạ, hồi đó em làm ở trên chính giới. Em làm xong rồi em để được cái này làm đến 3 người. À, ba mẹ em làm gì dưới đây? Làm bên khâu nào? Dạ. Ba mẹ làm bên khâu nào? Dạ, mẹ em cha con thì cửa chén ở dưới, còn mẹ con thì lọc ra. À, là nguyên gia đình luôn. Còn chị con thì làm ở trên chính giới. Chính giới là đâu? Ở Bình Dương. À. Làm đang tháng được mấy triệu? Dạ con chưa biết lương. Không biết lương. Dạ. 13 tuổi là không được giữ lương, mẹ giữ. Không có lực đó. Chị ơi cho em cái giá chị. Chị nói là 2 con ký đó. 2 con ký hả? 2 con ký là cũng bự rồi đó. Chị lấy này. Một con mà con bự nhất á. À. Ôi con sẽ quyết đâu? Dạ. Rồi, chị cảm ơn. Ủa. Cái này nấu ngót mà nãy nghe có mùi giống như cà ri vậy ta. Kỳ, mùi không giống mùi ấy. Không phải ngót mình là hay nấu hả? Không giống. Mùi nó bỏ sao tới nhiều. Giờ cũng có mặn không? Để nguyên giải luôn. Nướng muối ớt khỏi mồng. Để luôn đi. Nướng muối ớt là chỉ ớt, muối ớt ở ngoài nướng thôi. Tại vì biết sao không? Khi mà sầu huyết á, mình tách ra vậy nè. Mình làm sáu thái á, mình nên tách một bên thôi. Còn một bên vỏ, mình nhìn cái con sầu huyết cái ruột nó sẽ ngon hơn. Chứ mình tách ra rồi nhìn cái ruột nó teo lại vậy nè. Nãy tưởng đâu có vỏ mình hỏi sầu huyết đâu. Đúng rồi. Thường thường á là người ta làm Ngọc ăn ở mấy cái quán á. Là người ta sẽ tách một bên, còn một bên người ta sẽ để cái con sò ở trong đó. Nhìn cái ruột nó sẽ ngon hơn như vậy. Cá này khi mà nó chín là mình vớt ra ngoài. Chứ mình để trong đây một hơi là nó rụt luôn. Nó không ngon. Nó mềm, nó giống như là khoai mỡ khi mà mình nấu rồi nó ăn nó mềm mềm, nó cũng nói chung là nó giống khoai mỡ đi. Bây giờ diễn tả làm sao ta? Cái ghế này nè, cẩn thận nè. Cái này mà nó vụt lên là bọt ngửa là sao luôn. Do ăn ở thôi. Rồi để đây. Cái này sao không có chanh hả? Đây chờ chị xíu rồi đây, chị coi cái nước này chua không? Thêm miếng chanh, vài miếng chanh đi. Cho chị vài miếng chanh sắc lát á, anh chị dắt cho đây. Nấu ngót là gia vị nó cái gì có vậy thôi.
mình ngồi ở đây nó treo leo ở trên đây, nó cách xa với cái bộ phận ở dưới, thì phải có một người trực khách ở đây. Tại trên đây tới 3 bàn khách lận thì chắc chắn là mỗi một bàn nó sẽ có phát sinh một cái vấn đề mà còn để kiếm, mà ở đây không có người. Rồi cái thứ hai là giống như chén đũa muỗng khách lỡ làm rơi đi thì mình nên xếp gấp một cái bàn. Mà Ngọc thấy cái bàn đằng đó không có muỗng đũa gì hết, kêu cũng không được, phải giới ra ngoài đó kiếm. Cái này chắc do mới quá. Nó thơm nha chú ba, nó thơm mùi khoai đúng không? Nó có xương dày thì nút rồi, cái xương nó mềm mập luôn mấy bạn. Xương nó thấy nhiều vậy nè, nhưng mà cọng xương nó mềm mập à. Rút một cái nó ra. Chị cắn không? Đây phải có một bé đứng ngay cửa cầu thang lên xuống, đang những bạn đây người ta cần gì người ta kêu. Chứ giờ mình cần gì cái lú đậu dưới. Cắm đậu dưới. Hét kêu. Bạn bên kia cũng đợi mình kêu, người ta mới kêu ké, nãy giờ người ta cũng đợi lên. Ngon. Mấy cái thạch này là mình dầm cho nó nhừ ra, mình bỏ vô chén luôn. Mình hấp. Quậy cho nó tan ra, mình hấp một cái. Hấp cà rột. Nước này nó hơi ngọt, cho nên mình dắt thêm miếng chanh vô, uống cho nó đã. Cái chua chua nó mát. Con cá khoai này nó vậy đó, nó dễ chín đó. Khi mà nó chín rồi đó, là mình ginh ra, chứ mà không ginh ra là hơi rụt ra vậy. Nát bẹt ra hết. Cái sứ nguyễn mà mấy cô mà đi bắt nghêu là không ai bị thất vị đối điểm á. Sứ ngầu đó mà nhịp hoài tập nó dọc rồi sao thất vị đối điểm được. Nước mà lớn á thì mình lấy cái giò mình dậm. Hồi nãy là Ngọc đứng Ngọc dậm á, là nước sóng đánh vô là cát nó ra là nghêu nó lên. Còn không thì mình ngồi mình dở vậy nè, là nó cũng nổi lên nữa, cũng vui. Lần đầu tiên Ngọc được trải nghiệm. Hôm bữa thì nghe cái chị đó chỉ rồi, nhưng mà chưa bao giờ được đi, hôm nay là được đi rồi đó. Giống như tập thể dục luôn á. Hai tay thì vào. Vào hai cái giò nhịp. Đây là cá đói nướng mọi nha mấy bạn. Cá này hồi nãy chú ba có hỏi giá là 300k một ký, ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Nè, dễ lấy nó cứ dùng qua để ở đây. Đâu? Cái đó ăn không có được, phải để qua đây. Sao con bẻ nó không gãi vậy ta? Nằm đây nè. Đó, mà nó chưa chín. Cá này nó còn nhỏ, cá nó bự là ký mấy lận. Bỏ cái này vô lẩu luôn. Hả? À, xuống bỏ cái ruột thôi. Thì bỏ cái ruột. Thấy cầm nguyên cái. Ông nghĩ thì sao vậy? Tự nhiên cá nướng mà đem bỏ nguyên cái vô. Rồi dễ đi. Ngon không chú bà? Nè, nướng thì nhanh á. Quá nhanh. Nướng lâu cũng được. Quá nhanh luôn. Ngon. Mắm gừng phải không? Mắm gừng. Vô. Thịt ngọt, tươi nè. Mở nướng hơi nhanh quá. Béo ha chú bà. Này nướng cho ít lửa lại chút, để lâu thêm cho nó khô lại chút. Đúng rồi. Hiểu. Món này là hết luôn hả? Hết kêu chứ không phải hết. Món quán nhà hàng còn món mà tại mình hết. Ý là hết kêu đó, đạp cái Nguyễn này về. Ý là kêu, ý là mình kêu á. Hết rồi. Giờ nước lớn lên quá, tòi lớn rồi kìa. Da mà xuống tắm một cái lên. Đi như con Miên luôn. Nói vậy mấy con Miên cậu nghe chửi các bạn luôn. Không, cái đó là
là cái câu vui, câu của miệng vui của người miền Tây, hở ra đen như miên hoặc đen như thùng luôn. Mấy trăm? 476. 476. Con cá khoai 150. Con này 120. Vậy là 1 ký 300. Cá khoai nửa ký. Cái này 400. Cái này giờ Ngọc nhớ tên rồi, soda biển xanh, uống ngon, ngọt. Em có tên. Rồi xong, no sai rồi, ta đi thôi. Chào tạm biệt các bạn nha. Còn quên kìa, bảo bối thần kỳ của ông kìa. Này là cái này, cái này là nước uống cho người già. Đây, đây. Tôi đâu có sai mà tại vì gũ nó ngon chứ tôi đâu có sai đâu nè. Tôi đâu có sai. Kìa, biển kìa đó. Trời đất ơi, ngồi qua đây là nổi ốc khủng luôn nha mấy bạn, không phải giỡn thôi nha. Da gà nổi nè chú ba. 12 giờ trưa, nhiệt độ ngoài là tầm 35 đến 37 độ. Nhưng mà da gà Ngọc đứng ở đây gió thổi mà Ngọc nổi ốc luôn á. Ghê không? Ui, không được đâu. Bao giờ? Ngồi ở đây mình nên ngồi ở trong đây chứ ngồi ở đây không chịu nổi. Ban ngày mà nó dày rồi chiều xuống một cái nữa thì sao? Ở coi nè. Thôi về. Da mày còn cho tâu nữa. Biết hát với nhau nữa kìa. Ủa, vui quá vậy? Vui là hát với nhau. Cầm mấy cà rô. Chưa về thấy mày đen tới rồi đó. Rồi để xe cho nó mát. Nghiêu chú ba. Ăn không? Chở con bao vậy? Nghiêu nè. Ăn không? Chở con bao vậy? Nghiêu hả? Trời ơi, nãy tụi nó đá nó làm xây dựng gì nữa đây chứ. Nghiêu này là của mấy cô chú hồi sáng mà thu hoạch ở dưới đó mấy bạn, rồi đem lên đây nè. Để đây rồi chiều người ta sẽ vận chuyển nó đi đến những nơi khác. Ở được cá vậy? Con kêu chú nghe qua đi. Chở bao về ăn. Nè mấy bạn thấy không, nước lớn rồi nè. Nó, hồi lúc nãy là ở đây là còn cái bãi mà mình đi được đó, bây giờ là hết đi được luôn rồi nè. Nước lên một khúc luôn, ngầm cây đó là sâu rồi đó. Đó, mình ngắm biển vào buổi chiều nha. Ủa vậy, mình ngắm biển mà cái lúc mà nước biển. Sao này bây giờ mày ngắm biển mình mày đi. Không phải, ngắm quay về này là nước biển nó lớn, nó sóng đánh, mình sóng trắng luôn á mấy bạn thấy không. Là nước lớn á, là nguy hiểm á, đừng ra tắm.